Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Thức dậy và dùng điểm tâm với món bánh mì gà khoái khẩu. Mua hai bánh chicken McWiddles đậm đà hay McChicken biscuit nóng chỉ có 3,50 đồng. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến trường hợp một thiếu niên 17 tuổi lái một cái chiếc Lamborghini trong lúc mà vẫn chưa có bằng lái xe, để rồi đụng chết một phụ nữ 32 tuổi. Mà cái chuyện này đó, theo như truyền thông cũng như là gia đình tố cáo cho biết là người cha triệu phú của cái cậu này đó, trong vòng hơn 3 tuần sau khi mà tai nạn xảy ra, đã dùng tiền của và sức ảnh hưởng của ông để khiến cho cái việc mà cậu này bị truy tố đó bị chậm trễ. Chỉ mãi đến ngày hôm qua thì phía văn phòng công tố viên của ông George Gascon mới xác nhận là cậu này sẽ chính thức bị truy tố cái tội là ngộ sát, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ đó, phía truyền thông, xin lỗi quý vị, phía gia đình đó, thì họ nói rằng cái lý do đó là mà chậm trễ là thứ nhất, cái đường lối mà truy tố của ông công tố viên của tiểu bang George Gascon đó, là ông này, chúng ta cũng nghe là từ lúc mà ông vừa mới lên nhậm chức cho đến bây giờ đó, ông có cái xu hướng là rất nương nhẹ cho những cái tội mà ông gọi là không có phải là giết người hay là cưỡng hiếp, mà đặc biệt nếu như là tội phạm mà dưới 18 tuổi thì thường là ông sẽ nương nhẹ, không bị bắt nè, rồi không cần phải đóng tiền bail vân vân, nói chung là giảm nhẹ tội. Thì bây giờ phía gia đình rất là lo sợ là cái chuyện này cũng vì nó rơi vào cái đường hướng đó của ông, cho nên là ông ngó lơ luôn. Thì đây là người cha giàu có của cậu này xuất hiện trên truyền thông cũng khóc, thưa quý vị, và nói là rất là xin lỗi vì cái tai nạn mà do con ông gây ra vân vân. Nhưng mà phía báo chí đó họ nhận thấy có một điều là sau khi khoảng chừng 3-4 ngày đó cái vụ tai nạn xảy ra, thì khi mà tìm kiếm tên ông này đó, James Curry, ở trên Google Search á, quý vị sẽ không có thấy nó link vào tất cả những cái bài báo mà liên quan đến cái tai nạn xe, mà lại chỉ hiện ra những cái bài báo đẹp đẽ về ông này, là ông dùng tiền đi làm từ thiện như thế nào. Thì bây giờ truyền thông họ nghi ngờ đó là bởi vì ông này ông có tiền, thưa quý vị, và hiện nay nó ảnh hưởng đến uy tín của ông, cho nên là ông đã bỏ ra một số tiền rất là lớn nhờ một cái công ty chuyên về PR đó, là lên trên mạng đó, quý vị có thể delete hết những cái gì link đến những cái tin xấu quý vị không muốn, mặc dù là bỏ ra tiền cũng rất là nhiều, cho nên là tìm kiếm sẽ không có thấy đâu. Và bây giờ thì phía luật sư gia đình của ông này đó nói là họ đang thương thảo với gia đình của nạn nhân để mà thỏa thuận đền bù tiền. Nhưng mà phía gia đình nạn nhân họ nói rằng họ nhất định sẽ không có nhận tiền để mà rút cái đơn kiện, bởi vì họ muốn cái cậu 17 tuổi này phải bị truy tố và phải ở tù. Thôi, chúng tôi mới sang Mỹ vào những thời gian sau này đó, khi mà nói chuyện với bố mẹ lúc thời gian đầu khó khăn lắm, thưa quý vị. Cho nên khi mà có con trong nhà 16, 17 tuổi và muốn giúp cho các con mà lái xe đó, họ lựa chiếc xe cùi nhất. Về sau này các vị luật sư của các văn phòng về bảo hiểm xe, tai nạn xe cộ cũng có những cái lời khuyên như vậy. Để tránh những cái tình trạng mà không nên mua xe đẹp, xe tốt cho các con, thế nào nó cũng ổi. Cái phần ổi nhiều hơn là cái phần có thể các em thoát qua được. Bởi vì mới lái xe mà sung sướng lắm, chở đào đi, thế là ổi. Cho nên mua chiếc xe cùi, mua bảo hiểm một chiều thôi, rủi ro có chuyện gì sau 4, và với lại lúc đó là bảo hiểm nó cũng đắt, nếu mà mua 2 chiều sau 4 năm, các em sau 4 năm lái xe đàng hoàng rồi đó, lúc đó tha hồ mua xe mới cho các em. Xe mới này cũng phải là xe brand new, đời mới, nhưng mà xe mới hơn chiếc xe cùi. Thì chúng tôi nghĩ đó cũng là cái lời khuyên hiện nay như thế, mà cho dù chúng ta có tiền đi chăng nữa cũng làm cái điều đó để tránh những cái tình trạng mà các em có. Khi mà các em có xe mới đó, dễ thích đi phô trương, khoe khoang. Ngày hôm qua quý vị đã nghe Thảo Yên tường trình về cô gái 39 tuổi ở tiểu bang Utah, cô Coriel. Không biết vì lý do nào chích đến mũi thứ nhì Moderna thì tử vong.
Sau đó thì ông bố xuất hiện trên các trang mạng truyền thông để mà trình bày, và ông nói như thế này, ông nói là chắc chắn ông nghĩ là cái việc mà chích ngừa đó đã khiến con gái của ông chết. Ông nói bởi vì trước đó chúng tôi nuôi nó lớn lên rồi, nhìn nó lớn lên rồi dựng vợ gả chồng, nó khỏe như con ngựa. Ông nói là she's strong like a horse, khỏe như một con ngựa và không có bất cứ một cái tiền bệnh gì hết. Ông theo dõi và đó là cái lời tuyên bố của ông. Mặc dù vậy thì người bố vẫn đi chích ngừa như thường. Ông bố năm nay 69 và ông nói rằng mặc dù vậy ông vẫn đi chích ngừa để ông nói trong mặc dù con gái của mình là một trong hàng triệu người bị. Sau cái phần trình bày đó rồi đó, thưa quý vị, thì ngày hôm nay cơ quan giảo nghiệm tử thi của Utah, bác sĩ thực hiện cái việc giảo nghiệm tử thi của cô gái này. Ông nói có những chi tiết mà đến giờ phút này họ chưa tìm ra hết. Cuộc điều tra tìm hiểu về cái nguyên nhân dẫn đến cái chết này vẫn còn. Cho nên ông nói những cái tin tức liên quan đến cái sự liên hệ giữa cái chết của cô Curiel với mũi thứ nhì của Moderna vẫn trong vòng điều tra. Đây chỉ là cái kết quả có cái sự liên hệ mà ông gọi là tạm thời, temporarily related, tạm thời liên hệ thôi. Là trên nguyên tắc khi mà chúng ta nghe nói ồ, một người vừa chích ngừa mà chết, thì đó là một cái sự liên hệ tạm thời. Ông nói rằng, ông kêu gọi công chúng xã hội nên từ từ cho đến khi phòng giảo nghiệm tử thi và các chuyên gia về y tế có cái kết luận chính thức về cái chết này. Bởi vì ông nói rằng mỗi một con người của chúng ta đó, một người có một cái hệ thống sinh hóa nó hoàn toàn khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta có cái khuôn mặt hoàn toàn không giống ai cả. 1 tỷ người, 10 tỷ người cũng thế thôi. Cho nên mỗi một trường hợp nó khác biệt. Người ta ngạc nhiên bởi vì chích ngừa mũi thứ nhì mà người này rất là khỏe. Chích mũi đầu không sao hết mà tại sao chích mũi thứ nhì? Cho nên ông nói rằng có nhiều uẩn khúc mà ngay cả giới y khoa chưa giải thích được. Cho nên ông kêu gọi hãy chờ đợi để mà có câu trả lời chính thức. Đó là tin tức cập nhật, tin ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì liên quan đến vấn đề chính trị, thưa quý vị, ông Tổng thống Joe Biden trong ngày hôm nay sẽ thảo luận qua Zoom với 3 nhân vật lãnh đạo bao gồm Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Người ta gọi đây là nhóm bộ tứ ở 4 quốc gia này, mà đặc biệt nhóm bộ tứ này có 3 quốc gia trong vùng Nam Á, vùng Đông Nam Á và vùng Đông Á. Đông Á ở Nhật Bản, thưa quý vị. Vùng Nam Á là Ấn Độ rồi Úc. Đây là nhóm mà họ gọi là nhóm Quad, bộ tứ, và chuyên về vấn đề kết hợp an ninh trong vùng. Và lần đầu tiên họ nói rằng trong lịch sử mà nhóm bộ tứ này họp nhau để bàn về vấn đề chích ngừa. Nỗ lực hiện nay của Hoa Kỳ là tìm cách cung cấp thêm thuốc chích ngừa cho các quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Mặc dù trước đó vào hôm thứ Tư, ông Joe Biden đã tuyên bố trong thời điểm này, nước Mỹ chưa đủ cái lượng thuốc chích ngừa cho cả 300 triệu dân, cho nên họ chưa thể nào mà thực hiện cái việc mà cho chích ngừa cho những quốc gia khác. Trước đó thì Mexico cũng kêu gọi trong cuộc thảo luận với ông Joe Biden có cách nào mà Hoa Kỳ chia sẻ một phần thuốc cho Mexico hay không, thì ông Joe Biden từ chối. Ông nói rằng hiện nay nước Mỹ còn, chúng tôi còn lo, chúng tôi chưa xong nữa. Cho nên cho đến khi nào nước Mỹ có đầy đủ cái lượng thuốc sẽ san sẻ nhường bớt cho các quốc gia khác. Đó cũng là lý do trong bài diễn văn tối hôm qua ông cho biết là order thêm, mua thêm cả hàng trăm triệu liều thuốc từ 3 công ty này. Thì trong nội dung của cuộc họp ngày hôm nay với nhóm bộ tứ gồm Nhật Bản, Úc và Ấn Độ cũng bàn về vấn đề làm thế nào để tạo ra thêm thuốc ngừa. Điều đó cũng có nghĩa Hoa Kỳ sẵn lòng san sẻ những cái chi tiết liên quan đến sản xuất thuốc với Ấn Độ. Hiện nay Ấn Độ cũng là quốc gia hàng đầu
đang sản xuất thuốc ngừa, thưa quý vị. Chúng ta còn nghe tới AstraZeneca đó. Vâng, AstraZeneca có một công ty của Ấn Độ đầu tư vào nước Anh. Và trong cái cuộc nghiên cứu này, công ty của Ấn Độ làm sản xuất ra các loại thuốc. Cho nên không những Pfizer mà Moderna, Johnson & Johnson, cuộc thảo luận này sẽ nói chuyện chung với Nhật Bản, Úc và Ấn Độ để tìm cách trong thời gian tới làm thêm nhiều loại thuốc. Và trong đó những cái quốc gia được hưởng lợi bao gồm Việt Nam, Miến Điện, Campuchia, Lào, Thái Lan v.v. nằm trong cái khu vực vùng Đông Nam Á, thưa quý vị, để mà giúp cho các quốc gia này có thêm liều thuốc. Bởi vì các mối quan hệ Hoa Kỳ sau khi đã lo cho đất nước của mình xong, bao giờ họ cũng nghĩ tới cái việc mà hỗ trợ cho những các quốc gia khác đang gặp khó khăn vì có cái sự liên đới. Cái nền kinh tế này là nền kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ không thể một mình mà chích ngừa hết rồi để cho những cái quốc gia khác chưa có chích ngừa làm như vậy đó. Ngay cả du khách Mỹ đến các quốc gia khác cũng có những cái trở ngại riêng. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức thời sự ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.